Rồi, Vinh mến chào quý cô chú anh chị ha. Thì vô tình trên đường mấy anh em đi là có gặp một anh. Quà hả? Quà hả? Quà hả? Quà hả? Ủa sao đây cái gì tùm lum tà lá chứ nhỉ? Tại vì trong tổ người ta đeo nhiều quá, em thấy gì em đeo theo á. Trời ơi, giờ thấy dây chuyền vòng vàng quá trời đeo bóp nữa kìa. Đâu đâu đứng lên coi coi vòng coi. Đứng lên coi. Rồi cái gì mà đây cái gì? Trời ơi, mặc cái quần ống bát luôn mới ghê chứ. Quần viên ống bát. Không, cái ống này cắt chứ không phải ống bát. Cắt hả? Rồi. Chuyện quá trời, ngồi xuống ăn tiếp đi anh. Trời ơi, sao rồi mà không về nhà ăn uống mà đây ngồi. Mấy em về, mấy em chiều giờ đi mệt quá. Giờ ghé đây nghỉ mệt chút xíu mới về. Sáng bên này nằm mấy bước tới rồi. Rồi. Thường ngày làm công việc gì? À, thì cũng nấu nướng đồ với công ty thiện á. Công ty thiện hả? À. Mình có gia đình gì chưa? Chưa, làm từ thiện từ đâu có vợ. Dạ. Sao vậy đó, đâu có vợ. Ừ, vậy đó. Ủa, mình làm từ thiện mình có gia đình vẫn được mà. Được mà, đâu có cho làm nữa. Rồi bỏ ha. Không cho làm, nó có vợ, được con, lấy gì đâu, công chức, kia sức đâu, làm từ thiện. À, đúng rồi. Anh làm từ thiện bao nhiêu năm rồi? Cái lúc 90 tuổi đến giờ, tới nay 46 tuổi rồi đó. Thôi, là trên 30 năm đi. Cũng là thâm niên ha. Ủa, mình làm từ thiện ở đâu anh? Ở đây nè. Cái chỗ bệnh viện nè, bệnh viện không mở nè. Rồi, rồi. Mình cho, mình giúp đỡ anh ta cái gì? Nấu cháo, nấu cháo với nấu cơm, với nấu canh, nấu đồ kho, hai đình xào đồ. À mà, cái đó mấy món đó, mấy món chay hay mấy món mặn? Tương mà. Tương ha? Ừ, tương thôi. Trên mình của này là đeo, là đeo quá chừng luôn nè, nhẵn là kêu quá luôn nè. Cái đồ này. Đậm trưng cái hết trang. Này phải không? Cái đồng hồ ai cho đây? Mùa mua. Đồng hồ nó có chạy được đâu đeo được chi? Ừ, đeo. Nó đâu có kim đâu, nó đâu có kim đâu mà sao biết giờ. Giăng cái chân rồi, đeo nó thích một kiếm vậy. Làm chiếc cái đồng hồ này là anh đeo bao nhiêu năm rồi? Hả? Cái đồng hồ này anh đeo bao nhiêu năm rồi? Nó có 2 năm rồi. Ờ, 2 năm. Chiếc nhẫn kìa, coi chiếc nhẫn kìa. Ôi, ôi, coi chiếc nhẫn. Ú, cái hộp bành kia luôn kìa. Ui. Ồ, cái này là cái 40 ca quá. Sao anh mua đồ ăn, sao nóng gì nhà mà lại ăn ở đây? Chống ta ăn thương mà mình ăn ra ngoài, mình ăn chứ đâu có dám làm chống được. Ừ. Độc lạ quá. Ngoài việc là anh đi nấu đồ ăn tiếp trong đó, là anh có làm gì đi không? Đâu làm gì đâu, hẹn có đồ ăn luôn, không có làm gì vậy. Rồi tiền đâu xài? Tính ra ngoài bán cái số mà ế quá, coi chứ, nghĩ ra bán luôn. Bán cái số mà ế quá hả? Ế quá bán. Bây giờ kiếm nghề khác là mà chắc thủ làm từ thiện đó. Quậy bị độc lạ kìa. Ờ, đúng rồi. Thôi. Sao anh nghĩ có bị của nữ vậy? Hả? Nam chứ nữ gì? À, nam hả? Của nam hay nữ? Màu đỏ, màu nam. Nam. Nhưng mà cái kiểu là kiểu của nữ. Kiểu nữ hả? Kiểu nữ hả? Anh bỏ cái bóp cho cho nó anh để gì cho nó cho em coi. Hai cái điện thoại. Wow. Cái gì xài hai cái điện thoại dữ vậy? Ồ, đây luôn à. Ồ. Có gọi được không? À, anh mở coi. Không, không có. Điện thoại tôi không có cháy máy, nó bấm là khởi động nói chuyện với ta luôn à. Ok. Cái này thông minh ha. Biết ngoài. À đi thay bài tin hay sao? À cái tin ngoài. Gọi về quay tin mới được á. Ừ. Được ta. Chỉ có thay bài tin mới bấm lên gọi liền. Còn ở trong vỏ cái có tình, gì anh? Tin hòa hả? Cái tờ đúng rồi cái đó. Tiền kiếm cái gì á? Tiền đâu tiền coi được có nhiêu tiền. Mấy gần triệu quá. Trời ơi, ô nhóc luôn kìa. Có cái sổ tiết kiệm thẻ ngân hàng gì có đem theo. Có đó. Giấy tờ nhóc luôn kìa. Bắt bắp rồi, bắt giấy ngày nào mở cho em coi thử coi. Dấu giếm giếm gì vậy. Ô quá trời tiền luôn rồi. Tiền quá trời. Ui, đúng rồi. Thôi bên kia để tiền. À, anh Hòa đúng không? À, Hòa. Ủa như lúc trước là anh có giàu không, giàu dữ không? Khá, nhà trên chợ á. À, hồi xưa là có đất đai gì mấy chục công hay trăm công gì không? Đất có nền nhà sau trường học, đất có ngoại để lại. Ủa? 200 công. Là đất ở thành phố này luôn hả? 200 công đất hả? Ủa, 200 công đất à, tính ra là anh... Ơi, là cái đó là thẳng cánh cò bay luôn đó nha. Tính ra lúc trước là anh Hòa này cũng là dạng là đại gia rồi. Đó, 200 công là cò bay quẹo cánh luôn. Rồi. Mà anh Hòa ơi, cho em hỏi là tại sao mà cái gia cảnh mình rất là giàu như vậy, đất đai rất là nhiều mà cò bay là quẹo cánh luôn mà. Tại sao mà anh bây giờ là anh bỏ đi cái đại gia đó mà anh đi làm cái này đây? Có, trước em lên xe nữa. Ủa? Xe tiếp ông già. Dạ. Mà sau này quá ấy đi. Mà em nó kêu thôi chúng ta sẽ thẹn đi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Mà sau này lên vô
khu đô thị đó đắt lợi, ông mướn lính. Ông mướn lính về làm tiếp. Thấy là thấy là nuôi cơm như đó, tính là làm tiếp nuôi cơm đó. Cơm. Thấy ông Hòa đẹp trai lắm các bạn. Ở nhà. À, thì cũng ta anh Hòa cũng từng là cũng đại gia ở khu vực này mà à, bây giờ mà bỏ xe tiếp ông đại gia ở đây đúng chứ đại gia mà lại đi bỏ cái đại gia đó mà đi làm từ thiện đó. Quá tốt luôn cả nhà ơi. Em thấy thường thường mình nấu những cái món tương đó mà mình phát tập trung ở đâu anh Hòa nấu hả? Dạ nấu thì ở trong từ thiện luôn, còn sắt luôn, còn sắt luôn, ta lại làm tiếp. Anh là bếp chính anh nấu này sao? Với anh Hòa cho em hỏi như mấy cái sợi dây truyền của anh nè, là cái đó là mỗi lần anh đi từ thiện rồi người ta thương người ta cho ngược lại anh hay sao? Vậy nè, mình sắm vô chợ sắm mấy tiệm đồ cổ á. À, là cái này những cái này là đồ cổ của anh đó hả? À. Có cái nào giá trị bạc tỷ không anh Hòa? Có nào bạc tỷ gì không? 100 triệu đâu không? Không chia sẻ ai? Bây giờ rẻ mà. Đó. Rẻ là bao nhiêu anh? Ờ, cộng chừng khoảng mấy chục chai gì không? Cái này có 1 triệu à, cái này có 1 triệu. Ủa trời ơi, cái dòng này không là 1 triệu á hả? Cái dòng này 1 triệu à? Còn cái này 1 triệu nữa hả? Cảm thật thiệt ra. Trời ơi. Cười hả? Không ngờ nghe. Quá trời luôn mấy nhà ơi. Như mấy cái mấy sợi dây chuyền của anh này là một cộng khoảng nhiêu? Hàng này cuối ta cho. À. Mấy chị bàn hàng bán khô á. À. Cái công chuyện đó mua cho mua tặng cho nè. Rồi cái cọng đó nó dài dữ vậy đó hả? Dạ. Ôi, vậy tức là cái nguyên cái đồ trang sức đeo trên người anh Hòa phải mấy chục triệu không? Đếm nổi không? À. Bao nhiêu? 10 triệu ha. Mười triệu. Mà anh Hòa hay ha, người ta lấy cái đồ chấm người ta chấm chung với dịch, anh Hòa tự uống nước chấm trước rồi chấm dịch sau. Hay, độc lạ đó. Đi nó gọn. Bao nhiêu là ăn nước chấm trước rồi ăn dịch sau. Ừ, chiều giờ mấy lon rồi? Có lon rồi bạn. Ngày nào cũng có lon hai lon gì vậy? Lon có tiền luôn. Thường thường là anh ngồi ở đây là lấy mấy giờ anh có về nhà? Có. Lên quán trường uống nước vậy đó. Dạ. Dạ. Sao hôm nay chọn ngay cái thằng cầu ở đây ngồi vậy? Ở đây về chiều thấy mát quá mát, ngồi đây ăn đỡ chứ đây sợ mấy anh bơ về la nữa. Dạ. Như mình quen nhiều, mấy anh có về nhiều mình cũng đổi. Dạ, lâu mình ăn là sao mà đang ăn không sao ha. Là có nhậu là ăn không sao mà bắt không sao. Dạ. Nhậu là. Anh Hòa này có người yêu chưa? Chưa, anh có thể đâu có người yêu trời. Anh Hòa cho em hỏi cái ý tưởng nào mà giúp anh mà đeo trên người rất là nhiều với những cái dây chuyền vậy anh Hòa? Không có, em chỉ là đeo theo mấy người trong tổ nấu nướng, mấy người ta đeo vàng sớm chợ đi ngoài người ta đeo vàng. Đó, đeo vàng rồi. Tức là như mà anh cũng phải có cái để anh đeo mà cho nó bằng với người ta đúng không? Đúng rồi, đeo đồ cổ mà ta đeo vàng thiệt nên mình đeo đồ cổ mà sánh ra được. Bây giờ cho em hỏi đi, ví dụ như cái dòng này đi là nó cái niên đại nó khoảng bao nhiêu năm rồi? Trên 3 năm. Cái này là 3 năm ha. 3 năm mà đeo bền á. Chị gì cổ dữ chưa? Cái này 3 năm thấy cổ dữ lắm luôn rồi đó. Còn như mấy sợi dây chuyền của anh là lâu nhất là cái cộng nó bao nhiêu năm? Tôi đeo tôi gửi vô da nhiều lắm. Gỡ vô gỡ da hoài hay đồ hoài. Nhưng anh hỏi ở nhà tôi có nhiều vàng dụng cụ đồ cổ á thì tôi mới được bị vàng đồ cổ. Ủa ghê, một bị đúng hả? Giá nhiều ghê ha. Cái đồng hồ đó. Quá chừng vàng luôn rồi nè. Đeo toàn là đồ cổ nghe cả nhà ơi. Từ một đại gia mà có tiếng ở khu vực mà từ bỏ đi cái đại gia đó mà để đi như thế này cả nhà. Đó. Ăn uống vui vẻ nha anh. Rồi không có gì ngày mai đó mà phụ viên gặp tiếp ha. Rồi chào khán giả cái điện quà. Cảm ơn luôn. Bye luôn. Ừ. Đây là người thanh niên mà đeo vàng à. Đeo dây chuyền nhiều nhất Hồng Ngự. Đồ cổ không á. Không biết là anh có những cái ý định gì mới nữa không, nhưng mà thật sự rằng ngày hôm nay là gặp anh rất là vui luôn. Rồi chúc cho anh nhiều sức khỏe và bình an nha. Dạ, chào anh Hoàng nha. Trời.